Văn Khang đối diện nguy cơ vắng mặt ở vòng loại World Cup. Trong trận gặp đội tuyển Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2023, tiền vệ khuất Văn Khang đã dính hai thẻ vàng và phải rời sân từ hiệp 1. Tấm thẻ đỏ này có thể khiến sao trẻ của Việt teo lỡ cơ hội chạm trán đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 3 tới. Theo quy định của FIFA, việc cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc gián tiếp trong một giải đấu cấp châu lục của một liên đoàn diễn ra giữa các trận đấu của vòng sơ loại hoặc giữa khi kết thúc vòng sơ loại và bắt đầu vòng chung kết sẽ không được chuyển sang vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á quy định vòng loại World Cup 2026 xem như vòng loại Asian Cup 2027. Do đó, Văn Khang có thể bị AFC treo giò ở trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 vòng loại Asian Cup 2027. Ba câu lạc bộ Việt Nam thất bại trước cùng một đối thủ. Câu lạc bộ Pohang Steelers của Hàn Quốc có liên tiếp 3 chiến thắng trước các đội bóng Việt Nam ở đợt tập huấn mới đây. Trong ngày 20 tháng 1, Pohang Steelers đã giành chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Nam Định. Đến ngày 24 tháng 1, đại diện Hàn Quốc đã chia nhiều đội hình để thi đấu một lúc hai trận, với lần lượt PVF Công an Nhân dân và Hải Phòng. Trận đấu với PVF CAND diễn ra trên sân tập trung tâm PVF. Kết quả, Pohang Steelers giành thắng lợi 2-0. Việc được cọ sát với đối thủ đẳng cấp cao sẽ là Trải nghiệm quý báu cho Levando, Nguyễn Thanh Nhàn và các đồng đội. Pohang Steelers thắng 2 không nhờ các pha lập công của Heo Jong Jun và Lee Ho Đến cuộc đọ sức với câu lạc bộ Hải Phòng lúc 15 giờ, đoàn quân của huấn luyện viên Park Tae Ha cũng giành chiến thắng với tỷ số 2 0 trước đại diện V-League bằng các bàn thắng của Jo Ji và Oan Elson. Điều này cho thấy khác biệt về trình độ giữa đội bóng hàng đầu Hàn Quốc với các câu lạc bộ Việt Nam. Hồi tháng 9 và 11 năm 2023, một đội bóng mạnh của V-League là Hà Nội FC cũng đã thất bại cả hai trận trước Pohang Steelers ở vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Nhóm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã về nước. Vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 25 tháng 1, nhóm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế nội bài. Đã có nhiều cổ động viên có mặt tại sân bay và dành lời động viên cho thầy trò huấn luyện viên Philip Chosier. 17 thành viên có mặt ở sân bay nội bài gồm có Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Dương Nghiệp Khôi, huấn luyện viên trưởng Philip Chosier, trợ lý Mô huấn luyện viên thể lực Cedric Roger cùng 13 cầu thủ là Khuất Văn Khang, Nguyễn Philip, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Đình Bắc. Huấn luyện viên Philip Chosier là người cuối cùng của nhóm một rời sân bay. Tuy khá buồn và kiệm lời khi không thể cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng nhưng ông vẫn giữ sự lịch thiệp, hòa nhã và thân thiện khi chụp ảnh với các cổ động viên. Trước khi toàn đội chia tay, huấn luyện viên Josie cũng đã gửi lời tạm biệt và chúc các cầu thủ sau khi trở về câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì phong độ, thể trạng, nhiệt huyết. Bởi khoảng hơn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung để thi đấu lượt đi và về trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.